đi dốc bên đây nè lại. Bên đây nó thẳng lên 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 đi ngõ nào. Lên đi 2 tuổi tập leo núi nè. Vận động viên leo núi 2 tuổi nè. Sáng chưa ăn gì luôn, lúc không ăn mà bây giờ đi leo núi thì con ghê chưa, lát hồi về đó lát luộc chưa cho con. Bây giờ dẫn nhau về nó ngồi. Giữa đó đi rồi đứng lại đi trời, đi xuống rồi trời, đứng lên cao quá đi đi chuyện rồi. Yeah, chó.
anh Vịnh nó vô. Cho chó ra đây. Sức ảnh nó đi để nó lăn. Không có nhưng mà nó dễ lăn nó thật tình á. Dịch hai tay rồi. Thấy rồi. Cha con Lily dẫn nhau đi leo núi. Rồi bị dính Covid hết luôn. Lily là bị dính, xong lây cho mẹ, lây cho cha, xong rồi bây giờ cũng khỏe rồi, đi ra ngoài tắm nắng chút xíu cho nó đỡ. Lily á hả, mới bệnh hết chứ cũng sung lắm nha, leo dốc núi cao nhưng mà Lily leo lên được á, đi xuống cha không dám cho Lily đi xuống, cha bế Lily thôi đi. Lily đi trật chân là té chết. Đi ra tắm nắng chút xíu thôi, chứ cũng còn hơi mệt á. Bây giờ đi về. Núi non à. Này cách nhà Lily khoảng 20 phút lái xe. Còn cao lắm. Nhưng mà chắc là leo không có nổi rồi. Okay, let's go. Doggy. Phía mình phía trên đó, phía trên đời đó, đi ra
không trên đây nữa nè, đi đường này lên, đi đường này lên nữa, xếp vô cái xe hàng khách chạy đấy. Đi lên trái.